Và đây là Note 11 phiên bản 464GB, và với mức giá hiện tại là 4.690.000, và chúng ta sẽ được giá giảm 500.000 đồng, chỉ còn 4.190.000 các bạn, có hỗ trợ góp không lãi luôn với dòng Note 11 các bạn nha. Về phần chip thì chúng ta sẽ được trang bị chip của Mỹ Snapdragon 680, RAM 4 bộ nhớ 64GB, camera thì 5 megapixel là camera chính, và chúng ta sẽ có camera phụ là 16 megapixel và 13 megapixel các bạn. Này, camera selfie á là 13 megapixel. Đây, cụm camera chính thì chúng ta sẽ có 4K phía sau. 5 megapixel là camera chính, cam phụ nhất là 8, 2 cam phụ còn lại là 2 megapixel, và đây là đấy. Pin thì máy sẽ trang bị chúng ta một viên pin 5000 mAh và sạc nhanh 33W. Màn hình của máy đây khá là ok, rất tuyệt vời dòng sản phẩm này. Chip thì chip Mỹ, màn hình rất là đẹp, với mức giá cũng đang giảm 4.690.000, giảm còn 4.190.000, quá là tuyệt vời cho dòng sản phẩm Xiaomi Redmi Note 11 các bạn nha. Đây là Note 11 S 8GB, bộ nhớ trong 128GB, 6.690.000, giảm 500.000 đồng, chỉ còn 6.190.000, hỗ trợ góp 100% lãi suất luôn. Và chúng ta sẽ được màn hình là 6.43 inch, độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng chip là Helio G968 nha, RAM 8 bộ nhớ trong 128GB. Về camera selfie, chúng ta sẽ có một camera đục lỗ nằm ở trong màn hình này, với độ phân giải là 16 megapixel, pin 5000 sạc 33W. Camera chính thì có độ phân giải lên đến là 108 megapixel. Cam phụ nhất là 8, 2 cam phụ còn lại là 2 megapixel, và đây là LED các bạn. Máy cũng rất là đẹp, 6.190.000, hỗ trợ góp 100% lãi suất. Chúng ta chỉ cần căn cước công dân hoặc chứng minh dân trả trước 30% và chi đều góp 6 tháng là chúng ta có thể mua góp được các bạn. Nếu bạn đang quan tâm dòng sản phẩm Xiaomi thì có thể truy cập ngay website thaidong.com/vietmessage.com để chúng ta tham khảo chính xác của giá và quy trình khuyến mại hiện tại các bạn nha. Xiaomi 11 Lite 5G và chúng ta sẽ mức giá là 9.490.000, giảm 1.000 đồng, góp 0% lãi suất, và chúng ta sẽ có một cái mức giá rất là hấp dẫn các bạn, chỉ còn 8.490.000 thôi, góp không lãi nữa. Đây là dòng điện thoại của Xiaomi mỏng nhất các bạn, rất đẹp. Một màn hình là 6.55 inch, độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng con chip Snapdragon 778 5G 8 nhân, và chúng ta sẽ có 8GB và nhớ trong là 128GB. Chúng ta sẽ có camera selfie dạng đục lỗ này, trong màn hình đây là 20 megapixel các bạn, rất là ok, máy rất là mỏng. Camera chính thì chúng ta sẽ có 3 cam, 64 megapixel là camera chính, và 8 megapixel là cam phụ nhất, và cam phụ còn lại là 5 megapixel. Mặt sau nhám các bạn, máy rất là mỏng. Pin thì viên pin là 4.250 mAh, và có hỗ trợ sạc nhanh chúng ta là 33W, rất là đẹp. Mày, sao? Quá là ok. Thao tác rất là mượt mà các bạn, camera thì khỏi bàn rồi, máy Xiaomi mà rất là đẹp. Mi 1 Lite 5G NN 9.490.000, giảm 1.000, còn 8.490.000. Đây là Note 11 Pro 5G 8.990.000, giảm 500.000 đồng, còn 8.490.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây là một trong những dòng điện thoại Xiaomi với mức giá hiện tại đang giảm các bạn nha. Máy thì chúng ta sẽ có một cái máy cầm rất là nằm đây, với màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus, bản chip của Mỹ Snapdragon 695 5G 8 nhân 128GB ở bên trong. Chúng ta sẽ có camera selfie đục lỗ nằm ở trong màn hình thế này, độ phân giải là 16 megapixel, và mặt sau khá là đẹp. Chúng ta sẽ có camera chính 108 megapixel, camera phụ nhất là 8 và cam phụ còn lại là 2 megapixel, đèn LED đây. Chúng ta sẽ có một viên pin là 5000 mAh, và có hỗ trợ sạc nhanh là 67W. 8.490.000 là giá của sản phẩm này, và chúng ta sẽ có hỗ trợ góp 0% lãi suất luôn, rất là ok. Trả trước 30% chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì chúng ta có thể ôm em nói về nhà rồi. Rồi tiếp theo sẽ là Note 11 Pro, bốn giá hiện tại là 7.490.000, giảm 500.000 đồng, góp không lãi, giảm 500 chỉ còn 6.990 thôi bạn, trả góp không lãi luôn. Thì chúng ta chỉ còn trả trước 2.247.000 thôi. Mỗi tháng góp 1.332.000, tuyệt vời. Đây là màn hình của máy thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng chip là Helio G968 nhân, RAM 8 bộ nhớ trong 128GB. Camera selfie dạng đục lỗ nằm trong màn hình là 16 megapixel.
pin 5000 và một trong những tốc độ sạc là 67W sạc cực kỳ nhanh. Camera phía sau là 108 megapixel, camera phụ là 8 và hai camera phụ là 2 megapixel, và đây là đấy các bạn nha. Máy cầm rất là đầm tay, rất là ok, tuyệt vời. Đây là một trong những dòng điện thoại mà mình thấy còn máy rất là thuộc mà. Máy trang bị chip là Helio các bạn nha, Helio G9680. Nếu mà còn đây là chiếc Snapdragon nữa là mình nghĩ là một trong những sự lựa chọn cái là hoàn hảo dành cho chúng ta. 7.490.000 giảm còn 6.990.000. Note 11 Pro. Các bạn quan tâm đến dòng điện thoại của Xiaomi thì có thể truy cập ngay website thaylong.com.